thưa quý vị sáng nay tại hội trường diên hồng nhà quốc hội thủ đô hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ quốc hội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ hai theo hình thức trực tuyến dự khai mạc có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính thường trực ban bí thư võ văn thưởng và các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các vị đại biểu quốc hội ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố nguyễn văn quảng chủ trì điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng cùng dự có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Hiến. Bước vào phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã dành phút mặc niệm đồng bào tử vong, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian qua đất nước đối mặt với nhiều thách thức to lớn, nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc nước ta vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan trong ổn định kinh tế vĩ mô, cân đối tài chính, ngân sách, kiểm soát lạm phát, khống chế hiệu quả dịch bệnh và từng bước khôi phục nền kinh tế. Tại phiên họp này, các vị đại biểu Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, trong đó có công tác phòng chống Covid-19 đồng thời nghe các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, công tác phòng chống Covid-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và dân dân gửi đến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 diễn ra trong bối cảnh cả nước tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, nước ta đang từng bước trở về trạng thái bình thường mới, vừa tập trung phục hồi phát triển kinh tế, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch